hôm nào mình sẽ thử là tán thử bạn cường có thủ này máy bay. Nếu mà có cơ hội thì em vẫn lại. Lúc em hiện tại em ế lắm rồi. Xem là bạn có đổ không. Nhưng mà nhớ đổ thì sao? Xong rồi bây giờ em mình nhớ đổ mình thì mình phải chịu trách nhiệm với em mình cả đời á. Chị Linh dạy cách tán gái. Ok. À, có một bạn là chị Linh dạy cách tán gái. Chuyển sang chuyên mục mình có cái kính mà mình đeo cái kính vào để làm màu cái đeo cái kính vào để làm màu để chuyển sang thành cô Linh dạy cách tư vấn tán gái. Phần lớn là những bạn mà xem stream của mình chắc là con trai đúng không, và rất là đang suy nghĩ rất đau đầu kiểu làm sao để mà tán được một bạn nào đấy. Vì thế là hôm nay Linh sẽ mở một cái show và chia sẻ về cách tán gái của mình. Mình là con gái, thế là cũng biết một chút. Với lại mình cũng lớn tuổi, cũng già rồi. Thôi, không nói về cái vấn đề già nữa. Mình sẽ nói về vấn đề là làm sao để tán một bạn nào đấy nhá. Đầu tiên thì khi mà mọi người muốn tán một bạn nào đấy thì mọi người cần phải xác định đối tượng. Muốn có một người yêu thì mình sẽ phải xác định đối tượng. Bởi vì xác định đối tượng rất là quan trọng nha. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống bao nhiêu năm rồi, xong rồi bố mẹ nuôi mình lớn như thế này rồi mà phải rơi vào tay của một người nào đấy, mình phải rơi vào tay một người đấy thật là xứng đáng, đúng không? Thật là xứng đáng. Vì thế là xác định đối tượng là một vấn đề quá là quan trọng. Đầu tiên thì mọi người có thể thích một bạn nào đấy vì bạn ấy đẹp trai đẹp gái nè, hoặc là thích một bạn gì đấy vì bạn ấy giống như idol Hàn Quốc ấy đấy, thích vì bạn ấy là idol, hoặc là mình chỉ cần là mình tiếp xúc với bạn ấy nhiều thì mình sẽ thích thôi, đúng không? Đây là cái vấn đề đầu tiên mình phải bắt cái bệnh đầu tiên là đối tượng của mình là gì. Ok chưa? Yêu thêm đi. Cô giáo Linh đây, đúng rồi. Hôm nay là Linh sẽ thành cô giáo Linh nhá. Em yêu đơn phương rồi. Chị cũng yêu đơn phương ấy. Vì cái vấn đề yêu đơn phương là cái vấn đề rất là nan giải. Mình yêu đơn phương thì có rất là nhiều giai đoạn. Như là giai đoạn group. Yêu đơn phương ngắn hạn, tầm khoảng 2-3 tuần thì thôi. Cái này thì rất là đơn giản. Còn yêu đơn phương tầm khoảng 3 tháng xong rồi thử tán nhưng mà không được. Cái yêu đơn phương này cũng hơi bị nhẹ. Nhưng mà cái vấn đề yêu đơn phương rất là lâu. Ví dụ như mình đã có một cái thời gian yêu đơn phương tầm khoảng 3-4 năm. Đấy, cái vấn đề đau lòng lắm ấy. Đau lòng yêu đơn phương tầm khoảng 3-4 năm thì nó rất là nan giải. Mình muốn dứt mà không được ấy. Ai dụ lên cường có thủ đi. Hôm nào mình sẽ thử là tán thử bạn cường có thủ xem là này máy bay. Nếu mà có cơ hội thì em vẫn lại. Cái cướp kìa. Lúc em hiện tại em ế lắm rồi. Xem là bạn ấy có đổ không. Nhưng mà nhớ đổ thì sao? Mọi người nhớ đổ thì sao? Bây giờ nhá, mình đang bảo mọi người là mình sẽ thử tán người có thủ. Xong rồi bây giờ em mình nhớ đổ mình thì mình phải chịu trách nhiệm với em mình cả đời á. Bây giờ Linh là gái tôi 4 năm rồi, tỏ tình rồi bị từ chối và chia buồn với em. Nhưng mà chị cũng ở trong cái giai đoạn ý yêu đơn phương. Mình có một cái mối tình yêu đơn phương từ lớp 6. Lớp 6 đã biết thích một người rồi. Lúc đấy thì mình có thích lớp trưởng của lớp mình. Lớp trưởng lớp mình xong rồi hồi đấy còn ngồi cạnh bạn ý cơ. Với bạn ý xong rồi ngồi cạnh bạn ý thích, rất là thích luôn rồi ấy. Xong rồi cứ thích thế thôi, thích thế thôi. Và bạn ý hình như là cũng biết sao ý. Xong rồi đến tận lớp 7, hình như lớp 7 bạn ý chuyển đi nơi khác. Chuyển đi tận Hà Giang à? Hay là chuyển đi đâu, nói chung là rất là xa luôn. Thế là không có tí liên lạc nào. Nhưng mà mình lại vẫn thích bạn ý. Không biết lại làm sao. 2K7 này vẫn chưa, 2K7 thì vẫn từ từ em ạ. 2K7 vẫn từ từ. Cái vấn đề đầu tiên đó là em phải tìm cái bạn mà để đặt mục tiêu để tán bạn ý. Ví dụ là đặt mục tiêu để có crush này.
thì đấy cái vấn đề đầu tiên nha. Nhưng mà em cần phải tìm bạn nào đấy xứng đáng với lại cái thân xác này, cái thân thể này. Như là bố mẹ nuôi em bao nhiêu năm ăn học, bao nhiêu năm rồi đấy, tốn bao nhiêu tiền mà mình để rơi vào một cái tay một người nào đấy không xứng đáng thì cũng không có được. Vì thế là cái khâu mà chọn crush là cái khâu quan trọng nhất. Kiểu ông em ấy, lớp trưởng mình thấy là lớp trưởng thì auto có nhiều bạn thích nha. Em có bầu rồi thì sao tán nữa ta, em có bầu thì thôi cắt. Em có bầu thì thôi cắt. Anh gửi có thủ mấy tuổi mà gửi có thủ 20 tuổi 2K3 mắc bệnh nhạt thì rất là dễ chữa thôi em. Em rất là dễ chữa bệnh nhạt thôi em ạ. Và em có thể lên mạng search là làm cách nào để chữa bệnh nhạt. Mình thì thấy là mình cũng là con người hơi nhạt. Mình cũng thấy là mình nhạt thật. Mình nhạt thiệt luôn. Sau rồi mình có một lần cảm thấy là trời ơi mình nhạt thế này thì làm sao mà có người yêu được. Lên Google search là làm cách nào để chữa bệnh nhạt. Em là Liên Quân á. Thế thì em là con người hạnh phúc nhất thế gian rồi, bởi vì ngày nào em cũng có thể em cũng vào chơi crush của em này, xong rồi ngày nào em cũng được ôm crush của em. Đấy là vấn đề quá là tuyệt vời. Em có crush bạn cùng lớp nhưng bạn không muốn làm như em học lớp 11. Em có crush bạn cùng lớp. Nói chung là về cái vấn đề mà bạn cùng lớp ấy, crush thì nó dễ thôi, bởi vì crush bạn cùng lớp thì kiểu như là người ta bảo là nhất cự ly nhì tốc độ ấy, nghĩa là em bạn crush bạn cùng lớp thì cự ly của em với bạn đấy đã quá là gần rồi, vì thế là em cần phải triển khai một cái vấn đề khác, đó là thả thính, xong rồi tán kịch liệt vào cho chị. Em có bồ rồi mà vẫn lén ngồi coi chị nè. Nhưng mà là sao còn phải lén này em? Chị là một streamer, chị em chỉ nhìn trên cái màn hình thôi mà. Đó, không phải lén. Em nhạt lắm, em 2K6 crush con cô 2 năm. Trời ơi, crush con cô á. Em có nghe câu là cái gì gì vợ bạn con thấy cái gì mà kỳ vận kỳ cái những người mà không nên crush đó là cái gì vợ bạn con thấy ấy, nói chung là con của cô ấy thì nó đã là một cái chất cấm rồi, em không nên crush, nhưng mà em crush rồi thì biết phải làm sao đúng không? Đầu tiên thì em đã xác định được mục tiêu rồi đúng không? Cái thứ hai thì em cần phải nâng cái tầm giá trị của em lên. Ví dụ như là em phải cầm cưa bạn ấy thôi, nhưng mà không nhất định là em phải hạ mình xuống để mà cầm cưa. Ví dụ là năn nỉ là bạn ơi tớ thích bạn lắm, bạn làm người yêu tớ đi, không thể như thế, không được như thế à. Em cần phải nâng tầm bản thân mình lên để giống như là bạn ý cao hơn mình, giống như là mình đang crush bạn ý thì bạn ý thần tượng bạn ý đấy, bạn ý có địa vị cao hơn mình thì mình cần phải nâng lên để ngang bằng với bạn ý đấy, để mình xứng đôi với bạn ý hơn. Không thể nào mà ở bên dưới là bạn ơi yêu mình đi, mình sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bạn yêu mình đấy, đừng có bao như thế. Mình phải nâng tầm bản thân mình lên, ví dụ là mình phải học mà giỏi một môn nào đấy để dạy bạn ý học, ví dụ là hoặc là chơi guitar để hôm nào đánh đàn tỏ tình cho bạn ý, hoặc là thấy là chơi guitar cũng rất là hay. Xong rồi bây giờ có nhảy đúng rồi, nhảy rất là nhiều bạn thích, bạn mấy bạn mà thanh niên mà nhảy đẹp đấy, nâng tầm lên đi em, mọi người phải sang lên. Đúng rồi, chị đang mở chuyên mục tư vấn tình cảm. Con người FA tầm khoảng hơn 20 năm, nhưng mà đã có rất là nhiều kinh nghiệm. Ở nhà mình có tận một cái bí kíp võ công, bí kíp để tán gái cơ. Đấy nghe em thấy chị nhạt rồi. Sáng rồi chị ơi, ổn em. Thôi rồi, ok. Bây giờ là 8 giờ 02 rồi, mấy chị phép lao với mình được có một tầm mấy phút thôi, mọi người đã cho mình nhạt. Ok, nhạt quá nhạt quá. Cho bạn ăn kem hay cái gì ấy, cho bạn ý ăn kem hay chuối hoặc kẹo mút là yêu liền. Bậy nha. À, thường lu không, em bị crush nó lừa, bị người yêu nó đấm không chịu phát nào. thế là em chưa tìm hiểu rõ crush rồi.
không, cái vấn đề mà em cứ rút bạn nào thì em cũng sẽ tìm hiểu xem là bạn ý đã có người yêu chưa. Như là đang có người yêu thì em chưa nên tán, em chỉ cần lặng lẽ đứng ở sau để nhìn thấy bạn ý rõ hơn thôi. Video của mình đến đây hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Và mọi người nhớ subscribe và nhấn vào chuông đăng ký để nhận được thông báo video tiếp theo nhé. Bye bye.